đó thì chắc chắn lần này là rễ không có giờ rễ, giờ anh có rã chỗ này trong khi là nó không giờ có rễ, nó thật luôn á, tất cả trùng có luôn nè. Mấy cây nó teo teo vậy là thấy biết bộ rễ nó yếu lắm luôn, trùng đất trùng có luôn nè. Trùng rất là tốt, pH rất là tốt. Đất nhưng bây giờ như đất đó. Đây bây giờ mình nó lại mình xử lý làm sao à? Cái này thì tưới cái 2 kg pha 2 kg hủ mixer ban với 1 kg bo canxi magie kẽm, pha 1.500 đến 1.500 lít nước luôn, tưới một cây 10-15 lít tưới xung quanh ở ngoài đây luôn, không cần cái thiết tưới sát gốc. Rồi bắt đầu cái là anh tưới xong là bình thường là 4 ngày sau là anh trộn, chỉ cần trộn sơ bộ là gì 4 bao. 4 bao 007 trộn 1 bao bô mát rải cây nửa ký rải kiểu mình rải y như mình rải lúa anh rải xung quanh này đây thôi, cách ra 20 ha. Dạ cách ra 20 đây, 15-20 ngang đây là anh cách ra này. Anh rải xung quanh đây bắt đầu mình kéo mình tủ lại mình tưới nước bình thường. Thì khoảng 2-3 tuần sau anh bươi ra thấy nó rễ lên nè. Lúc cây nó phát triển lóc đọt lại bình thường chứ cây nó không có rễ luôn ha. Anh thấy phân ngày xưa anh trộn này anh đổ này anh thấy không? Còn luôn. Nó còn luôn nè, nhưng mà cây nó không ăn rễ, nó sát luôn mà rễ có ăn được đâu, nó đúng còn rồi. Nguyên nè. Nên ngày xưa bà con mình cứ đúng ra ngày xưa rải là mình phải xới chung. Thay vì phân anh phải băm tỷ lệ là 3-7, thay vì anh bỏ những phần đó anh phải băm chung đất hết toàn bộ chứ không để một chỗ. Phải xới chung ở tươi chung với đất. Cái này 8 tháng rồi đó. 8 tháng mà phân còn nằm luôn à. Đúng rồi. Dưới đây còn nằm nè. 8 tháng như mới trồng vậy. 8 tháng y như cây mới trồng 2 tháng cho mấy nè. Đúng rồi. Anh coi nè, rễ nó ra nè, nó ra nó khô hết, ra ta lại đứt ha. Nó không thể nào ra rễ được, mà không ra rễ dù em cho anh có bỏ phần trắng này nữa nó cháy luôn chứ đừng nó ra rễ. Tại vì cái hàm lượng pantlon nó tồn dư rất nhiều, thấy không? Cái rễ này nè. Nó ra nhiều thúi hết. Thúi đen hết không? Không vậy ha, cái rễ cũ này nè. Không thể nào ra. Nó quấn quấn ở chỗ. Nó quấn lại nó không thể ra, bây giờ anh để là 1 năm á. Em cho rụng hết lá đi, nó 6 tháng sau nó chưa chết. Nó còn trà trôn không, nó không chết, nó cứ đứng thế thôi. Mà nó không phát triển. Nó không phát triển, nó chỉ còn 2 cái rễ cám thôi là nó dẫn được nước ra rồi. Nhưng mà đọt lá nó không có ra. Cái lóng đọt này anh thấy nó cùi không? Đúng lúc đọt là phải sung. Nó sung kiểu nó sung mà nó thẳng đứng lên luôn nè. Và một cái cây sầu riêng mà để phát triển cân bằng á, lúc nào cái đọt chính của nó nè, nó phải thẳng đứng. Thẳng đứng như bữa cây em chỉ anh á, mà nó cân bằng dinh dưỡng, còn mấy cây này thì thua. Đúng rồi. Phát được anh, bình được thường anh, cái làm nó phát triển được. Bởi vậy em mới xử lý trước. Anh thấy rễ nó không ra ha, mồi thắt rồi nó không rồi. Có ra ha. Em biết chắc chắn là bộ rễ nó ra, anh thấy nó ra, nó đuôi ra đuôi. Đúng rồi. Ra đuôi. Đúng rồi. Còn cái rễ cũ nè, rễ cũ nó nè. Nó thối hết toàn bộ, đen hết luôn. Đen hết. Mặc dù nó vẫn có cái oxy. Oxy đây em chỉ nè, thứ nhất là những cái kiến đồ à, quá trình nó bò dưới đất thì nó đưa một hàm lượng khí oxy vô làm đất liền. Và đất anh rất là tốt, anh thấy không? Trùng nè anh thấy không? Đây, trùng rất là nhiều. Đây trùng mấy con ấy nó rất là nhiều đẻ chi. Đây có cũng có sùng này, thấy không? Trùng thiên địch nó có, lợi có, hại có. Mối cũng có luôn. Hả? Mấy mối mà cần diệt nữa không? Đại tự nhiên luôn. Mối tại vì đúng ra mình diệt lúc đầu ngày xưa anh phải xử lý trước. Ngày con nghĩ trước thì phải xử lý ba chủ đinh này kia trước. Nhưng mà không sao để xử lý để cho kích rễ, quan trọng cái bộ rễ. Thì ở đây em đi cho anh trong vòng là lộ trình là 4 tháng không cần hóa học luôn. Không cần bỏ phân hóa học nữa đó. Nhưng mà cây nó vẫn phát triển. Bình thường thì quay cái cây này làm cái điểm tựa nha, với cây kia. Và bao cái cây làm cái tiếng địa chụp hình lại luôn, làm cái địa cái lóng đọt đó nè. Đọt nó căng queo mà. Tại nó đâu có phát triển đâu mà ấy. Người ta kêu cái tim đèn phải lên đây, tim đèn quẹo rồi. Không cần pha đậm đặc. Đây mình phân giải cái bạch lo và kích thích rễ, bắt đầu là 4 ngày sau cái mình đưa hữu cơ vào. Thì cỡ cây này nó anh khoảng 1.5 tháng thấy cái lóng lên nó thẳng à. Nó phân như vậy. Vậy nó không có rễ. Chứ hại moi cây kia luôn nè, nó không có rễ. Cái cây trồng nó quan trọng cái bộ rễ, nhưng mà bây giờ là rễ nó không có vậy mà em thấy bữa rải phân cũng tiếp luôn rồi, nó đâu có ăn đâu. Rải phân như này đúng nè, rải xung quanh này là đúng nè. Nhưng mà không có rễ riết gì đâu. Rễ cho dụ nó ra mà lúc cuộc nó không ra nổi, ra không là... không ra nổi. Mình thấy cái đọt trên nó ra nhiêu là nó quéo, là nhiêu ra là nó quéo, nó không ra đúng được. Đúng rồi, cây này cái tàn này đúng nha. Rồi. Là cái rễ ra tới đây nè. Đúng rồi, nó mới ra hơn cái tàn. Con nghĩa tàn đi đến đâu là rễ đi đến đó. Đúng rồi. Nhưng cái rễ nó vẫn ra nha, ra đâu đuôi nó. Vậy nó ra nó không nuôi được cái... Nó có rễ cũ mà anh thấy như cái rễ này. Không phải cỏ. Này là 8 tháng luôn anh.
thì đó một lượt của nó đó. Tháng, bắt đầu trồng là xong khoảng tháng 12 á, là tháng 11 là trồng á. Tháng 11 trồng. Tháng 11 tay á. Trồng mày xong là coi như là hoàn 8 tháng người ta lên 2. Ta mét rồi chứ đâu phải như vậy đâu. Có mấy cây mà nó phát triển nó vẫn lên cả mét rồi chứ phải không rồi. Còn mấy cây mà nó không. 8 tháng rồi đó. 8 tháng cả mét bây giờ. Đó thì nè, anh nhìn nó mấy cây bên kia nó phát triển, nó chịu lên lên đó. Khỏi đầu luôn á, lên. Em mời này không có cái rễ nào hết. Lên mét 8 luôn á. Nó rễ ra đứng ra khô nè, thấy không? Ừ. Không có rễ. Rễ cũ nữa nè. Nó ra rễ nữa hết á. Dù anh có bỏ phân gì nó cũng không, dù anh có tưới kiểu gì nó cũng không ra đâu. Đằng kia có cây nó cao qua khỏi đầu mình. Cái cây mà nó không bị dướng. Thấy không? Em mời tới đây luôn nó cũng không có rễ nào, thấy không? Không có nữa hết á. Đất của nó là từ bầu đất cũ nè. À đó, đất đỏ là đất cũ. Đất cũ nữa nè, đúng ra là nó ăn ra ngoài đất cũ rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nó không có cái rễ nào hết á. Đúng là nó phải ra đây luôn rồi. Đúng rồi. Bây giờ nhìn vậy là biết rễ bàn nó không có mình không cho nó đủ thứ mà nó không ra được. Không có ra. Ừ. Cái cũ nó đang thui nè. Nè, cái rễ đây nó khô nó không ra nhưng vẫn còn tươi. À. Con nghe cái thân trong mặc dù cái vỏ nó chuột nè, anh coi nè. Giờ kéo ra là nó đen hết rồi, nó không ra rễ. Ừ. Nó vẫn đứng, bây giờ anh để một năm nó vẫn đứng á. Chết không chết. Đúng rồi. Đâu dễ chết ở đâu. Cái này mà anh chịu phát là giờ nó cao lắm rồi. Đúng rồi. Ừ. Chưa trồng sâu. Chưa trồng cũng hơi sâu với nữa. Này mới đánh bồn lên á. Mới đánh bồn lên tiếp á. Ngày xưa mình trồng có ta bằng cái mặt đó. Mà cái bồn này nó cao do mình hồi xưa mình kêu cô bé múc á, múc cái hố này nè, bắt đầu cái hố này nó lúng rồi đó mình không trừ. Đánh bồn anh đánh cũng lắp cái cổ rễ mất năng. Sâu rễ nó không có ra, nó ra sao mà anh thấy cái đầu cái nó ra ít nhất cái rễ nó ra như thế này nè, mập bá sung như cọng giá nó vừa lú ra vậy đó. Mà giờ để vậy nó sâu quá, rễ nó lên không nó, ở đây là mình phải đánh cái bồn lấy đất ra bớt, không cần anh lấy bồn đóng bắp mà mấy ngàn cây anh nó tốn công lắm lần. À. Anh xử lý phân giả về mới đầu mình đưa cái vi sinh vào đầu nhử cho nó ra rễ lên lúc à. Đó quá trời nên tủ lại tự nhiên rễ nó đi kiếm ăn leo lên ha. Dạ. Với lại phần như nè anh, tại vì hiện tại giờ bên kia nó có một số cây bây giờ nó hơi bị úng nước á. Còn nó úng thì nó không úng nhưng mà nước qua này có. Bây giờ anh tính đang cho đất lên thêm được không? Anh đắp xa ra, tại vì anh nó chỉ cần cái lóng như em chỉ cần như cái lóng như cái nón mình xuống rồi. Đắp dài được rồi. Đúng rồi, dạ được rồi. Đắp thêm bờ này. Tại vì rễ nó ăn mới tới đây mà. Không cho cao lên nữa hả? Không cho cao, anh cao lên nữa nghẹt cổ rễ. Hiện tại nó nghẹt, anh trồng kiểu này nó nghẹt rồi nè. Đúng rồi. Đúng là anh phải trồng cho đây lên đây nè, ngày xưa anh phải trồng nữa nó dài quá trình anh bầu vô là nó vừa. Đúng nhưng mà rồi. Anh trồng thấp quá đó, sau này anh sẽ uống anh bầu vô nữa. Rồi. Nên nó nghẹt anh thấy nó nghẹt, đúng là chúng ta vô đây nè, mới đúng đó. Nên nghẹt lên tới 5cm là nó nghẹt cái cổ rễ. Vậy đó. Chứ đúng là cây đôi anh nó phát triển lắm, chứ không phải đơn giản đâu, cây đơn người ta còn phát triển phà mà đây cây đôi mà. Cây đôi phát nhanh lắm bên kia. Phát nhanh lắm. Thì nó cũng có một vài cây đôi mà nó cao giờ là hơn đầu đó. Cây đôi hay ta? Cái ghép từ đầu á, ghép từ đầu. Chứ cái đôi nó sung lắm lận, nó sung độ đúng sung mãn nó khủng khiếp lắm. Đúng rồi, cái đôi nó phát hơn cái cây gốc 2 năm luôn á. Thì đất này nó xốp đấy mà. Anh nghĩ anh là anh tạo một hệ sinh thái này rất ok về vi sinh. Đất là xốp lắm. Cái môi trường này vi sinh nó phát triển là ok. Giờ thì tính đánh thêm vào đây nữa nè. Rồi bây giờ thì cái giải pháp là cũng như mới nãy. Hùn mít với bao con xem mà gì. Tưới lõn không cần tưới đậm đặc. Giờ anh tính cho em một bồn 1000 lít là pha có lượng bao nhiêu để em biết định tính làm? Bồn 1000 lít. Anh pha 2 kg hun mít nửa kg vào xem bao nhiêu kiểm được rồi. Chung vô ghi giấy đi. Chung vô ghi giấy. Rồi bắt đầu cái là rải xong mới khoảng 3 tuần sau khi rải hữu cơ xong trời mưa 3 tuần anh thấy là gì? Nó lóng đọt chứ lóng lên. À. Quá trình đó anh phun cho em cử sâu rầy. Dạ, phun cử sâu rầy em ghi luôn cái vụ phun sâu rầy là đấu với bò xem bao nhiêu kiểm luôn. À. Đấu vô luôn. Vẫn bị giống như tình trạng như này đất hồi xưa là người ta trồng xoài đúng không? Tất cả là trồng xoài như nhau hết. À. Mình biết vô đây là bị dính bạc lo là mình rất là mệt. Dính bạc lo chứ đúng sao? Mình biết rất là mệt nhưng được vậy mình cũng cố gắng. Tới hồi khoảng 2 năm thì nó sẽ bớt. Chấp nhận mình chơi 2 năm với nó. Giải độc bạc lo. Đúng rồi. Cái cây này thường thường á mấy cây tốt á là cái tim đèn này nè anh. Đúng nó rồi. Thẳng đứng lên. Đúng. Mình thấy nó to lắm mà nó đứng thẳng lên vậy nè. À, okay. mấy cái đọt này ra nó cũng thẳng chứ nó không cong như thế này. Đúng rồi. Nhưng điều mình thấy ở đây trồng mấy vườn là đa số nó bị giống như tình trạng của mình. Nó cứ ra nó cong, mình vừa cong đỡ nha, có người còn cong cúp xuống vào luôn nè. Dạ. À, nó cúp xuống luôn á. Mình nó hơi cúp, còn kia là nó cúp. Nó chỉ cần ra cái đọt non này thôi, ra mới cái hạt lúa thôi nó đã cúp rồi. Đã cúp rồi. À, đừng nói ra tới cỡ này. Hồi xưa cũng chịu đầu tư giả màng chi trời gốc đôi luôn này bà con, thấy không? Gốc đôi với 2 năm không á. Này hình như em thấy nó cũng đang dư ẩm nè anh ơi. Dư
Mấy này mưa ngày nào có mưa hết, mưa 3 ngày nay rồi đó. Dư ẩm độ mà. Cái này làm sao nó để nó thoát nước nữa. Không mấy anh làm một cái rãnh cho đúng nó rồi. Thoát xuống. Nãy đi thăm vườn mới đi thăm xong chắc là mình phải bỏ bớt một hàng mảng cầu. Dạ. Mình cho xe vô múc một mương là mình đánh cái mương này nè cho nó thoát gì đó. Đúng rồi. Đó, rồi cái cây bên kia cũng đánh đó tuột về cái mương bên đây luôn là mình cho đánh rồi, lại. Rồi nó thoát xuống. Đúng rồi, chứ kiểu này là mình thấy không ổn rồi. Này ẩm độ quá trời. À. Thấy không? Ẩm người đất này nha. Nếu mà ẩm mưa ngưng mưa chừng một ngày thôi là nó sẽ ráo cái mặt này. Nó ráo mình móc xuống khoảng tầm cỡ tầm một lóng tay mình á là mắt cái này nó khô. Muốn khoảng hai lóng á thì bắt đầu nó có độ ẩm. Thì hai lóng là được rồi, hai lóng đó. Độ ẩm là rễ nó không bị hư. Đúng rồi. Chứ này nói chung nó cũng không có tàn rễ lên được đâu. Đúng rồi. Mà cái